Cái người mà biết nhân quả rồi thì có chi mà phải buồn, phải không nè? Khi chưa biết đạo thì suốt ngày chúng ta chỉ mơ cái quả lành không. Mơ quả lành là sao? Muốn cho con được cái này, được cái nọ, được an vui, sung sướng. Tối ngày cứ mong cho con giàu sang, hạnh phúc, sung sướng. Mà suốt đời con mãi đi tìm, mà cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn đắng cay. Làm gì có cái chuyện mà tối ngày mơ cái quả lành đó. Và trong cái đó nhân lành thì không gieo. Quý vị có thử nghĩ một cái người mà họ không trồng lúa mà tối ngày họ cứ mong họ gặt lúa, có không? Không trồng cây mà đòi ăn trái, có không? Bỏ ngay đi, bỏ ngay cái vụ mà vào chùa cầu cho con được quả lành này quả lành nọ, làm ơn bỏ đi. Cái người đó là chưa biết đạo, mình thông cảm. Còn mình bây giờ là đến chùa cả mấy trăm khóa, mấy chục khóa, học nhiều lớp giáo lý mà cứ vô mà cứ lại mà cầu cái này cầu cái nọ thì tào lao quá, là chưa biết đạo. Nghe cho kỹ cái chỗ này, khi chưa biết đạo suốt ngày ta chỉ mơ cái quả lành. Biết đạo rồi thì ta chỉ mơ cái nhân lành thôi. Nhưng mà biết đạo một cách rốt ráo, chúng ta nhìn quả lành và nhân lành bằng cái tâm chánh niệm, trí tuệ và buông bỏ. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Bây giờ mình khổ quá thì thôi, mình ráng tạo cái nhân lành để cho mình bớt khổ thì được. Tức là cái bước một chúng ta chỉ có bốn chữ thôi, nhớ giùm chúng tôi là thiện ác buồn vui. Bốn chữ này hiểu không? Là mình biết rằng trên thế gian nó có hai cái nhân, là nhân thiện và nhân ác. Và chính hai cái nhân này cho ra hai cái quả là gì? Buồn và vui. Bây giờ mình muốn mình bớt buồn thêm vui thì phải tạo sao? Tạo nhân lành. Thì làm ơn làm phước chúng làm giùm tôi là tối ngày mơ dùm cái nhân lành đi. Đừng có mơ quá lành, đừng có mơ trúng số, đừng có mơ được người ta thương này thương nọ rồi gặp mình tào lao lắm. Bây giờ mơ có được đâu, phải không nè? Đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận này thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Quý vị nghĩ có cái chân lý nào mà mình làm cho người ta khổ mà mình yên vui không? Mà mình có, mình ghét ai mình làm cho ta khổ mình vui không? Không hiểu, không hiểu mà có biết đạo không nữa. Gây khổ đau cho người khác mà mình đi vui thì cái điều này xin thưa với quý vị là nó nghịch với nhân quả. Gieo nhân gì gặt quả đó. Làm lành thì có quả lành, làm ác có quả khổ có nhiêu đó mà cũng không hiểu nữa. Mà đi gây cho người ta đau khổ, gây cho người ta khó khăn, mà mình đây mình ngồi mình cười. Cười đi, cười đi rồi biết thấy cảnh. Cho nên cái người tu của chúng ta là khi biết đạo rồi á thì cố gắng tạo cái nhân lành, nhất khoát là không tạo cái nhân ác. Làm ơn nhớ gì chúng tôi một câu đơn giản thôi: muốn được bình yên nhớ đừng gieo duyên bất thiện, nhớ giùm, nhớ giùm nhiêu đó thôi, không cần nhớ nhiều. Làm ơn nhớ giùm chúng tôi một câu thôi: là muốn được bình yên thì đừng bao giờ gieo duyên bất thiện. Bây giờ mình gieo duyên bất thiện mà đòi mình bình yên thì được không?